chó vàng, chó bạc. Trời, lại mưa rồi. Xem ra đây là tất cả những gì thu được ngày hôm nay. Mưa rồi, chắc cũng chẳng ai ra đường nữa. Mua cái bánh bao ăn tạm rồi về thôi, chắc chẳng có gì hơn nữa đâu. Tao còn đang sắp chết đói đây, đâu đến lượt mày. Bác cho con chó hoang để ăn à? Thân bác còn chẳng nuôi nổi, cưu mang nó làm gì? Tôi ra chợ tìm chỗ ngủ trước đây. Ở đây thêm mấy phút nữa chắc chết cống mất. Bác có đi luôn không? Đi nào, đi cùng tao. May ra mày còn sống sót được sau đợt mưa phùn gió bất. Bác còn định cưu mang nó nữa sao? Cái thân mình còn chẳng nuôi nổi, tiền đâu mà nuôi nó chứ? Tôi thấy nó tội nghiệp quá, không nỡ bỏ nó ở đây. Tôi chưa thấy người ăn mày nào còn nuôi thêm chó như bác bao giờ. Từ sáng tới giờ chúng ta đã xin được gì đâu, mày biết mà. Tội nghiệp. Mẹ ơi, mẹ nhìn con chó kìa, đáng yêu quá. Mẹ cho họ 1 đồng đi. Được rồi. Nhìn kìa, trông nó thật ngộ, đáng yêu quá. Lạ thật, họ cho mày tiền đấy. Cậu nhìn xem, con chó nhỏ đó đã giúp tôi kiếm được những gì này. Tôi thật không ngờ con chó này lại có thể mang lại cho bác vận may lớn thế. Tôi cho cậu, cậu cầm đi. Chẳng phải người ta vẫn nói giúp kẻ khác cũng chính là giúp mình, là mở cho mình một cánh cửa khác đây thôi. Đúng là giúp kẻ khác cũng chính là giúp mình. Sự tích con mối. Xưa ở vùng nọ, có một chàng trai con nhà giàu đã đến tuổi cưới vợ. Nhưng chàng ta chỉ ao ước một người vợ đẹp như tiên, nên cha mẹ hỏi đám nào cũng không vừa ý. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, chàng ta vẫn chưa lấy được vợ. Bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới có trường hợp một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà anh ta kén chọn từ khi cha mẹ còn sống. Đến giờ cha mẹ đã mất cả mà vẫn chưa tìm được cô vợ ưng ý. Đâu, đưa ta xem. Con hãy lại đây. Dạ vâng. Con hãy xuống với anh ta một thời gian, xem anh ta có biết người biết của hay không. Nếu anh ta không thấy được cái đẹp chính đáng thì hãy cho anh ta một bài học. Con xin tuân mệnh. Dạ thưa, có cô gái này đến xin được làm thị tỳ. Vừa hay, nhà ta cũng đang thiếu người làm việc bếp núc. Tôi thấy cô ấy cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Vậy ngài có đồng ý không ạ? Việc nhà cứ tùy ngươi sắp xếp. Dạ vâng.
Ngon lắm, cô nấu ăn ngon lắm. Từ nay việc bếp núc nhất định phải là cô nấu cho ta ăn. Dạ vâng. Cô ấy thật khéo léo, lại còn tháo vát nữa. Giá như cậu chủ... Sắp đến ngày giỗ cha mẹ ta, ta còn chưa biết nhờ cậy ai làm cỗ bàn bánh trái cho thật ngon để trước cúng cha mẹ. Sao đãi các quan khách đi? Dạ, để tôi làm việc đó. Thật à? Nhưng cỗ bàn rất lớn, liệu cô có lo được hết? Vâng, tôi hứa sẽ cố gắng chu toàn công việc đó cho ngài. Vậy thì tốt rồi, mọi việc ta nhờ cô. Dạ. Chà, tôi chưa bao giờ được dự một bữa cỗ ngon và lạ như thế này. Nghe đâu nhà anh ta có một cô gia nhân rất khéo léo. Chính là cô ta kìa. Phải rồi, cô ấy không chỉ khéo léo nấu nướng mà còn chu toàn mọi việc nhà cửa. Tính nết lại còn rất tốt nữa. Thật là có phước. Nhưng mà nhan sắc cô ta tầm thường quá. Chúc cậu chủ tìm được một người vợ đẹp như ý muốn. Người cứ chăm sóc nhà cửa cho tốt và đợi tin vui của ta. Ôi, là cô đấy ư? Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như tiên giáng trần ấy. Cậu chủ về mà xem, nhà ta có một cô tiên xinh đẹp trong nhà bấy lâu nay mà không hay biết. Là ai? Là ai? Dạ, chính là cô Thị Tỷ đó ạ. Ta thật có mắt mà như mù. Tuyệt thế giai nhân ở trong nhà bấy lâu mà không hay biết gì. Nàng hãy làm vợ ta nhé. Ta xin nàng hãy bằng lòng làm vợ của ta. Ta vốn là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái xuống, nhưng nay đã hết hạn ở trần gian, phải trở về thượng giới. Giá như chàng nhận ra sớm thì đã không... Không, không, không. Một bài học thích đáng cho chàng trai. Ngọc Hoàng đã biến chàng thành con mối, luôn luôn chắc lưỡi tiếc nuối vì bao nhiêu ngày ở với tiên nữ mà không biết hưởng. Chị ong nâu đậu trên áo. Hà ơi, ba về rồi nè. À, ba về rồi. Ba ơi, hôm nay mèo ú ăn vụng con cá rán của ba, hư quá. Ừ, mèo ú hư quá, nhưng không sao, cho mèo ú ăn sang một bữa. Ba vừa mua cho Hà chiếc áo mới, vào mặc thử xem có vừa không nha. Đâu ba, cho con xem ạ. Con mặc đẹp không ba? Đẹp nhất quả đất, mai con mặc áo mới đi khai giảng, chắc mấy đứa bạn lát mắt cho mà xem. Chị mặc áo mới đẹp không mèo ú? À, em dám chê à mèo ú? Không được, quay lại đây, ngắm lại đi này. Ôi, áo mới rách mất rồi ba ơi. Con có sao không? Dạ không ạ, nhưng áo mới thì rách rồi ba. Không sao, để ba khâu lại cho. Ba biết khâu hả ba? Nè, đừng xem thường ba nha, mẹ dạy ba khâu vá rồi đấy. Mẹ để giỏ đầu khâu ở đâu nhỉ? Con đi ngủ sớm đi, mai còn đi khai giảng. Cứ để ba lo, mai chắc chắn có áo đẹp mặc. Có tin được không đây ta? Yên tâm, đi ngủ đi con. Miếng vải này bé quá, miếng này lại to quá. Miếng vải này bé quá, miếng này lại to quá.
À, sáng rồi. Ba khâu chiếc áo rồi. Trời, chỉ có miếng vải màu nâu là vừa in nên ba. Nếu mẹ con còn sống, chắc mẹ sẽ biết cách khâu đẹp hơn ba. Không sao đâu ba ạ. Nhìn chỗ phá này rất giống chị ông nâu. Ừ, giống chị ông nâu đội trên áo thật nhỉ. Mặc cái áo này, con cũng sẽ học hành chăm chỉ như chị ông nâu ba ạ. Sao em không ra xếp hàng với các bạn hả? Thưa cô, cô cho phép em không ra xếp hàng được không ạ? Sao thế em? Thưa cô, em... Ồ, em có chị ông nâu đội trên áo đẹp quá. Thật hả cô? Cô cũng thấy chị ông nâu trên áo em ạ? Ba em khâu cho em đấy cô. Ba em khâu khéo quá. Chắc chắn các bạn cũng sẽ thấy chị ông nâu trên áo em rất đẹp. Cô ơi, vậy em phải ra xếp hàng để cho các bạn xem chị ông nâu mới được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!